Thiên Ân vén màn mối quan hệ thật sự với Thùy Tiên, Dì Dung nói rõ những áp lực tại Miss Grand International. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022. Dù chỉ có vỏn vẹn 54 giờ để chuẩn bị hành trang lên đường đi thi, Thiên Ân vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình và hoàn thành các phần thi tốt nhất có thể. Mới đây, nàng hậu này vừa có cuộc phỏng vấn với người đưa tin. Tại đây, Thiên Ân thừa nhận có chút lo lắng nhưng cũng có phần háo hức và luôn trong tâm thế sẵn sàng chờ đón những thử thách đến với mình. Người đẹp trải lòng, Thiên Ân chỉ có hơn 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 sau khi vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Rất may Thiên Ân có được sự hỗ trợ từ ekip nên mọi thứ rất ổn. Trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân cũng đã được rèn luyện make-up, catwalk và nhiều kỹ năng quan trọng khác, nên Thiên Ân cũng khá tự tin. Bên cạnh đó, bản thân Ân nhận thấy việc đi thi ngay lập tức cũng giúp mình giữ được ngọn lửa nhiệt huyết bên trong. Nói về gánh nặng từ thành công của đàn chị Thùy Tiên, Thiên Ân chia sẻ, thành tích của chị Tiên đã là niềm tự hào của những ai yêu nhan sắc Việt Nam. Chị Tiên không những mang chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế đầu tiên mà còn làm được rất nhiều điều ý nghĩa có ích cho cộng đồng. Là đại diện tiếp nối sứ mệnh của chị Tiên, Thiên Ân thật sự vô cùng áp lực. Thiên Ân sợ mình sẽ không đạt được thành tích như kỳ vọng của khán giả, nhưng Ân vẫn hy vọng với tất cả những gì vốn có, cùng với sự nỗ lực của bản thân, Ân sẽ giữ vững chuỗi thành tích cao của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Khi được hỏi Thùy Tiên và chị Kim Dung có truyền bí kíp gì cho Thiên Ân không, mỹ nhân họ Đoàn hào hứng trả lời, dĩ nhiên là có chứ. Chị Tiên chia sẻ khá nhiều điều về tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, hướng dẫn Ân cách để có thể trở nên nổi bật giữa đại diện các nước khác. Chị Phạm Kim Dung, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng cho Thiên Ân rất nhiều lời khuyên bổ ích. Ngoài ra, chị còn chuẩn bị rất nhiều đồ bổ cho Ân mang đi thi, gọi điện hỏi thăm Ân vào mỗi tối sau khi kết thúc hoạt động trong ngày. Thiên Ân cảm nhận được tình cảm ấm áp từ chị Dung và cũng xem chị như người mẹ thứ hai của mình. Trước đó, Thùy Tiên cũng đã có chia sẻ về tranh cãi nổ ra những ngày qua xoay quanh mối quan hệ của cô và Thiên Ân ở Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Thùy Tiên cho biết, tôi thấy trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, Ân đã làm tốt và tôi nghĩ mình không nên cố tình hoặc vô tình tạo sức ép cho em ấy. Điều quan trọng là em ấy cố gắng như thế nào. Thành quả lớn nhất sau cuộc thi là yếu tố con người. Khi bị áp lực, con người khó phát triển tốt. Do đó, những đóng góp nên đến từ sự yêu thương thay vì đặt áp lực lên em ấy. Khi một khán giả thắc mắc việc Thùy Tiên không nói chuyện với đàn em, Hoa hậu đáp trả, tôi nhắn cho Ân sao bạn biết được bạn có dùng tài khoản của Ân hay không. Thùy Tiên và Thiên Ân đang cùng ở Indonesia để thực hiện các hoạt động Miss Grand International 2022. Thùy Tiên có mặt ở sự kiện với tư cách đương kim Hoa hậu, trong khi đó Thiên Ân là một trong hơn 70 thí sinh tranh tài ở Miss Grand International 2022. Thời gian qua, khán giả tranh cãi việc Thùy Tiên ở cùng địa điểm với Thiên Ân nhưng không có hành động hướng dẫn giúp đỡ đàn em. Đặc biệt, Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình cách đây không lâu nên có ít thời gian chuẩn bị. Trong vòng thi áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình quốc tế diễn ra tại bể bơi sát bãi biển ở Bali, Indonesia ngày 12 tháng 10. Đoàn Thiên Ân và các thí sinh gặp nhiều sự cố vì gió to, vì thế Thiên Ân chưa có được màn catwalk ấn tượng. Cô liên tục phải chỉnh sửa tóc, biểu cảm chưa tốt. Trong khi đó, Thùy Tiên khép lại vòng thi áo tắm bằng màn catwalk tự tin ấn tượng. Đêm thi cuối cùng của dàn thí sinh Miss Grand International 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 10.